ใช่คือแม้
ไม่ต้องพูดแล้วนี่เอาเกียร์ดีเด็กเกียร์เกียร์ก็ต้องพูดแล้วก็ได้ดีใจเลยมันตั้งในใจครับมันก็เลยช่วยเราได้ตั้งเลยเจ้าหลวงเช่นก่อนไฟลุกมีลามยีเจ้าเต้าเฮ้ยI don't know.
Ừ, 3-4 cái nó về này. Cầm cái tờ giấy đi để mình đi những cái điểm nào là mình đi nhá. Mình đi hết các điểm đấy, tội gì. Xe điện này mất tiền rồi. Bây giờ là họ cho đi xuống đi ra hồ trước. Xuống máy ra hồ thông báo lại đi tiếp. Hết lên. Thế thì mình nếu mà mưa thì lên kia chùa trước. Tại là đi xuống máy à? Mình cứ đi ra hồ trước à? Đoàn trưởng là viết sớ rồi đấy, người thắp hương tất cho cả đoàn mình rồi đấy, trong cái này tiền đấy, mình cái đấy tùy tâm thôi, mình viết sớ rồi. Chúc thế. Ê nhiếp. Ngày đền Hùng mới bao năm rồi mà đã xong rồi. Rộng nhỉ. Bãi ăn nhỉ, rộng dã nhỉ. Năm tháng 10 đầu tháng 10 tháng tới đi nào là tôi đền Hùng này anh em mình đi nhá. Ngoài rồi, tôi đền Hùng.
Đấy, bây giờ xe ra đấy chưa thoáng khoảng không. Phủ nhiều nhé. Đây phủ. Đây có nhà dân ở đây này. Còn chắc nhà nghỉ. Tuấn, anh Tuấn Hoàn nhìn đi keo này thèm lắm. Hồi nào? Con này chữ xẻ thích. Ôi chữ xẻ điện với anh không được đi tiếp quá. Mày thì không được không đi, nhưng mà đi cũng vui. Ờ, con không đi đâu bà, xa ngại lắm đấy. Đến xa hết nhỉ. Đấy gầy. Thế mới thu tiền. Bao nhiêu tiền? Chùa nó chỉ thu cái này thôi chứ không đặt vé vào đâu. Đúng ra con xe điện đưa ra nhỉ? Vâng. Con tắt mà. Mình toàn ra sẽ không chắc người ta đang vào đang đi. Vừa vào xong. Đây. Cách 8 cây. Ủa, lại ra ô tô đi. Chiều ấy. Nhưng phải mất tiền. Tối về. À. Ủa, rộng nhỉ. Thì mênh mông như này. Rộng như này. Này cái đất này mà cho bán cho dân nhỉ mà. Bao nhiêu là bao nhiêu mua nhà ở rộng nhỉ. Tại mưa đấy. Phát thứ hai là chú đỏ đi. Phát đầu tiên đi tàu điện này. Xe điện. Xem giờ sơ đồ ra xem nào. Tuấn Lâm trưởng đoàn. Phát thứ hai là đi gì? Đi đó. Phát dẫn mẹ ra kia cho các bà đi trước đi. Đi máy đi thăm quan. Giờ đi xuống dây trước à? Đi xuống thuyền trước à? Nhưng mà theo lái xe đi nào trước? Ô tô cái vé 320 đi nào trước? Học đi xe điện đi đi thuyền trước. Đi xe điện này đi xe điện. Mình muốn đi ra vào đây chơi trước xong rồi mình đi như kiểu cho bạn em chúng ta đây là mình quay về là mình về luôn. À, bây giờ đi xuống thuyền trước đi. Mình vào đây xong lại muốn đi thuyền này mình. Để đúng ra đây vào đây chùa đúng không? Quay là đẹp.
cảnh đẹp lắm mọi người ạ. À. Đấy quay đây này, xe xe này. Dọn cái hồ đấy này. Còn có kết cả. Phải tìm quả đi đái chứ đã. Đúng rồi, không có được xuống đây. Giờ đéo cái chim đâu này. Tụt là đéo đồ ấy này. Toàn khách, toàn vé VIP hết. Xe là toàn vé VIP, không có xe vé lẻ. Ê, tôi nhé. Đi, đi phải đi đúng rồi. Đây, như mình vào đây ạ. Vâng. Và trình bày đây ạ. Nhưng mà đi chùa đi làm bên đây. Phải soát vé đã. Phải soát vé đã. Phải soát vé đã. Đây đây ông chủ. Ơ nhưng mà phải còn đi ấy cơ mà, bà thoát đây. Mình đi chậm chậm thôi à. Con đi giải cơ mà. Rồi. Đi giải được chị vừa giới thiệu đi luôn nào. Thế nào bây giờ mình đi đâu để đóng cơm nhỉ? Mà con cầm hộ cái đi giải. Anh vẫn đi giải không? Hả? Đừng giải, để đây. Cái gì? Đi chùa Bái Đính. Xuống đây à? Bác với bác Tuấn với bố mẹ cháu. Ông không đi giải à? Mình đi ra đại. Đi đấy nhá. Đi giải đâu ấy chứ? Chính thức về là du xuân này. À đi giải đâu ấy chứ? Cậu Phú ơi cho con này vào ví vào cái. Vâng. Đi chùa Bái Đính. Đi tè đã không có. Mà Toan ơi, cầm hộ cái để đừng tắt nhá. Không được đi đâu. Thằng Kiệt đi. Và con thằng được mấy giờ?